여러분 안녕하세요. 드디어 마지막 과입니다. Xin chào các bạn. Bây giờ đã đến là bài học cuối cùng. Trong bài học cuối cùng hôm nay mình đã làm quen với các bạn đến 24 bài nữa, các bạn 24 bài thì bài thứ 25 là bài học cuối cùng. Mình cũng rất là buồn. Nói chung vậy thì thôi, chúng ta đến là bài học cuối cùng thì chúng ta cố gắng học chăm chỉ hơn. 여러분 마지막 과이라서 우리 마지막 과이니까 우리 열심히 공부합시다. Vậy thì trong cái bài học cuối cùng hôm nay mình muốn giới thiệu đến cho các bạn cái cách mà chúng ta gọi điện thoại đến đặt bàn, đặt món ăn, đặt bàn ăn trước ở tiệm ăn như thế nào. Nếu khi các bạn có khách thì các bạn muốn mời khách đến nhà ăn cơm thì không nói, nhưng mà nếu các bạn muốn mời khách đến tiệm ăn thì chúng ta phải gọi đến tiệm ăn, đến nhà hàng để mà chúng ta đặt trước. Thì cái cách gọi gọi điện đến đặt hàng, đặt tiệm ăn, đặt món ăn, đặt bàn trước thì chúng ta gọi như thế nào, mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong bài học hôm nay. Cái bài học cuối cùng mình muốn giới thiệu đến cho các bạn có chủ đề là 예약하고 싶은데요. 예약하고 싶은데요. À, tôi muốn đặt trước. Tôi muốn đặt trước. À, muốn đặt trước ở đây thì tôi như nếu là bàn ăn, nếu là hành thức ăn thì là đặt trước, đặt bàn trước. Vâng, và trước khi đi vào nội dung tìm hiểu nội dung, bây giờ mời các bạn nghe thử một lần. 여러분, 한번 들어보세요. 여보세요? 내일 12시에 예약하고 싶은데요. 네. 몇 분이십니까? 어른 6명에 아이 2명이에요. 전망이 좋으면서 넓은 방으로 해주세요. 알겠습니다. 어떤 분 앞으로 예약해드릴까요? 이상기로 해주세요. 주문은 어른 수만큼 해도 되죠? 물론입니다. 연락처가 어떻게 되십니까? 010-123-4567이에요. 특별한 날이니까 잘 부탁합니다. 네, 알겠습니다. 잘 들어보셨죠? 단어를 같이 알아볼까요? Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn những cái từ vựng liên quan đến nội dung của bài học, bài hội thoại hôm nay. Thì từ vựng thứ nhất đó là gì? 예약하다. 예약하다 là đặt trước. 예약 là đặt trước, đặt trước. Và cái từ tiếp theo đó là 전망. 전망. Ở đây từ 전망 ở đây là quan cảnh hay là toàn cảnh, quan cảnh, toàn cảnh. Và từ tiếp theo đó là 주문. 주문 đó là sự đặt. Sự đặt hàng, sự đặt hàng. Và cái từ cuối cùng đó là 특별하다. 특별하다 có nghĩa là đặc biệt. Đặc biệt, đặc biệt về cái gì? Vâng. Đó là những cái từ mình vừa giới thiệu cho các bạn. Bây giờ mời các bạn nghe thử một lần. 단어를 들어 한번 들어보세요. 예약하다. 전망. 주문. 특별하다. 지금 우리 회화 어떤 내용인지 같이 알아볼까요? Chúng ta đi tìm hiểu thử cái nội dung của bài hội thoại như thế nào nhé. Thì ở đây là Mai và là người, một cái người chịu trách nhiệm ở cái gì, nhà hàng. Thì Mai gọi điện đến và đặt món ăn thì như thế nào? Mai nói như thế nào? 여보세요? 내일 12시에 예약하고 싶은데요. 여보세요? 내일 12시에 예약하고 싶은데요. Xin chào. Alo. À, ngày mai 12 giờ tôi muốn đặt trước lúc 12 giờ ngày mai. Không phải. Ở đây trong tiếng Hàn thì chúng ta dịch ngược lại. Tôi muốn đặt trước lúc 12 giờ ngày mai thì tiếng Hàn là 12 ngày mai 12 giờ muốn đặt, các bạn. Tôi muốn đặt trước lúc 12 giờ ngày mai. Thì người chịu trách nhiệm ở cái nhà hàng đấy nói như thế nào? 네, 몇 분입니까? 네, 몇 분이십니까? 네, 몇 분이십니까? À, vâng ạ, bao nhiêu người ạ? Các bạn biết rằng cái từ 분 ở đây á, là 명, 몇 명. Nhưng mà đối với người nhà hàng thì gọi khách hàng cách trân trọng thì gọi là 몇 분이십니까? Bao nhiêu người ạ? À, mấy người ạ? Mấy người hả? Thì Mai mới nói rằng 어른 여섯 명에 아이 두 명이에요. 어른 여섯 명에 아이 두 명이에요. Thì ở đây các bạn nhớ rằng ở đây cái từ 여섯 명에 có nghĩa là
Ở đây người ta không nói cái câu là 6 người lớn và 2 con nít, nhưng người ta nói là có 6 người lớn thêm 2 đứa con nít nữa, 2 đứa trẻ em nữa. 아이 두 명이에요. 여섯 명의 아이 두 명이에요. Các bạn nhớ cái từ ấy ở đây, không phải người ta không đồng nhất là và. Ở đây không có nghĩa là và. 6 người lớn và 2 đứa con nít, mặc dù là 2 đứa trẻ thì mặc dù trong tiếng Việt chúng ta cũng có thể là dịch như thế, 6 người lớn và 2 người trẻ. Nhưng mà trong tiếng Hàn ở đây là 6 người lớn thêm 2 đứa trẻ vào. Thì vì sao người ta dùng như thế? Các bạn sẽ tìm hiểu cái câu tiếp theo. Những cái phần tiếp theo. Ở đây thì Mai nói chích, nói tiếp rằng 전망이 좋으면서 넓은 방으로 해주세요. 전망이 좋으면서 넓은 방으로 해주세요. 전망이 nghĩa là cái toàn cảnh. Toàn cảnh phải tốt, phải xem được cái toàn cảnh. Và vừa xem được toàn cảnh và vừa cái gì nữa các bạn? Cho một cái phòng rộng. Cho tôi một cái phòng vừa rộng mà vừa xem được toàn cảnh. Đó là ý muốn của Mai. Thì cái người chịu trách nhiệm, người chịu trách nhiệm ở nhà hàng này mới nói như thế nào? 알겠습니다. 알겠습니다. Tôi biết rồi ạ. Và hỏi như thế nào nữa? 어떤 분으로, 어떤 분 앞으로, 어떤 분 앞으로 예약해 드릴까요? 어떤 분 앞으로 예약해 드릴까요? Có nghĩa là gì? Các bạn phải học thuộc lòng những cái câu như thế này. Những cái câu nhớ lại, nhớ những cái câu như thế này. Thì người tìm hàng ở cái người chịu trách nhiệm ở nhà hàng mới hỏi rằng chúng tôi sẽ đặt trước với cái tên của ai ạ? Với họ tên của ai ạ? Đó, họ tên với người nào, với tên của người nào? Thì Mai mới nói rằng 이상기로 해주세요. 이상기로 해주세요. Làm ơn ghi cho cái tên, đặt cho với cái tên là 이상기. Vâng. Và thế nào nữa? 주문은 어른 수만큼 해도 되죠? 주문은 어른 수만큼 해도 되죠? Đây bây giờ cái câu này sẽ giải thích cho cái câu hồi nãy ở trên đấy, là cái việc đặt hàng, cái sự đặt hàng ở đây á, thì là đối với bằng cái số người lớn có được không ạ? Có nghĩa là sẽ không cần tính trẻ em. Hồi nãy là trẻ em chỉ thêm hai trẻ em thôi, nhưng mà cho nên Mai mới nói rằng vậy thì tôi muốn đặt ở đây là bằng cái số người lớn có được không ạ? 어른 수만큼 해도 되죠. 해도 되죠. Tôi có thể là đặt bằng cái số đầu người lớn được không ạ? Thì người chủ, là người chịu trách nhiệm của nhà hàng mới nói rằng 물론이에요. 물론입니다. 물론입니다. Dĩ nhiên rồi, đương nhiên rồi. Và thế nào nữa? 연락처가 어떻게 되십니까? 연락처가 어떻게 되십니까? Cái liên lạc, số liên lạc như thế nào ạ? Số liên lạc như thế nào ạ? Thì Mai mới trả lời là 010-1234567이에요. 010-223 123-4567이에요. 010-123-4567이에요. số điện thoại là như thế. Và nói như thế nào nữa? Mai nói như thế nào nữa ạ? 특별한 날이니까 잘 부탁합니다. 특별한 날이니까 잘 부탁합니다. Là một cái ngày đặc biệt, vì đây là ngày đặc biệt cho nên nhờ anh coi cẩn thận giúp cho, người anh làm tốt cho, nhờ người làm tốt cho. Thì người chịu trách nhiệm mới nói như thế nào? Người chịu trách nhiệm hàng mới nói rằng 네, 알겠습니다. 네, 알겠습니다. Vâng, tôi biết ạ. Vâng, tôi biết rõ rồi. Đó là cái nội dung của bài mình vừa giới thiệu. Bây giờ mời các bạn cố gắng khi hiểu từng câu đối thoại ở đây thì các bạn cố gắng nghe lại một lần nữa và cố gắng đọc theo. 여러분, 한 문장 한 문장씩 떠올리면서 잘 들어보시고 다시 한번 따라해보세요. 여보세요? 내일 12시에 예약하고 싶은데요. 네, 몇 분이십니까? 어른 6명에 아이 2명이에요. 전망이 좋으면서 넓은 방으로 해주세요. 알겠습니다. 어떤 분 앞으로 예약해 드릴까요? 이상기로 해주세요.
주문은 어른 수만큼 해도 되죠? 물론입니다. 연락처가 어떻게 되십니까? 010-123-4567이에요. 특별한 날이니까 잘 부탁합니다. 네, 알겠습니다. 여러분, 잘 따라해보셨죠? 그래서 mình cùng với các bạn đi tìm hiểu những câu cần ghi nhớ. Ở đây cũng như thường lệ sẽ có 3 câu cần ghi nhớ. Câu thứ nhất đó là gì? 예약하고 싶은데요. 예약하고 싶은데요. Tôi muốn đặt trước. Tôi muốn đặt trước. Và câu số 2 đó là gì? 어른 여섯 명에 아이 두 명이에요. 어른 여섯 명에 아이 두 명이에요. 네, 6 người lớn thêm 2 đứa bé. 6 người lớn thêm 2 đứa bé. Và câu cuối cùng là gì? 전망이 좋으면서 넓은 방으로 해주세요. 전망이 넓으면서 전망이 좋으면서 넓은 방으로 해주세요. Xin vui lòng cho tôi một cái phòng mà vừa rộng mà vừa nhìn có cái quan cảnh, nhìn được toàn cảnh đẹp. Vâng, và bây giờ mình cùng với các bạn thử đọc thử 3 cái câu đấy nhé. 여러분, 잘 따라해보세요. 예약하고 싶은데요. 예약하고 싶은데요. 어른 여섯 명의 아이 두 명이에요. 어른 여섯 명의 아이 두 명이에요. 전망이 좋으면서 넓은 방으로 해주세요. 전망이 좋으면서 넓은 방으로 해주세요. 왕. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần ngữ pháp. Thì phần ngữ pháp thứ nhất đó là gì? 우리 지금 문법을 같이 알아볼게요. 첫 번째 문법은 바로 동사 hay là 형용사 플러스 으면서 으 hoặc là 면서 hay là 으면서 còn với là plus 동사 hay là 형용사. Có nghĩa là động từ hoặc là tính từ cộng với 으면서 cộng với gì? Động từ hoặc tính từ. Thì có nghĩa là vừa hai hành động cùng xảy ra trong một lúc, nhưng mà cả hành động trước và hành động sau đều cùng một chủ ngữ. Nếu mà cùng một chủ ngữ thì chúng ta sử dụng cái phương pháp, cái ngữ pháp như thế này là cùng một chủ ngữ nhưng mà làm hai hành động cùng xảy ra trong một lúc. Vậy thì câu số nhất, thứ nhất là gì? 커피를 마시면서 이야기를 해요. 커피를 마시면서 이야기를 해요. 아, vừa gì? Vừa uống cà phê và vừa nói chuyện. Vừa uống cà phê và vừa nói chuyện. Và câu số 2 đó là gì? 밥을 먹으면서 텔레비전을 봤어요. 밥을 먹으면서 텔레비전을 봤어요. Vừa ăn cơm và vừa xem TV. Có nghĩa ở đây không nói ra cái chủ ngữ, nhưng mà mình hiểu ngầm rằng chủ ngữ cùng là một, vừa ăn cơm và vừa xem TV. Câu tiếp theo đó là gì? 음악을 들으면서 운동해요. 음악을 들으면서 운동해요. Vừa nghe nhạc, vừa tập thể dục. Và câu tiếp theo đó là gì? 그 아가씨는 예쁘면서 착합니다. 그 아가씨는 예쁘면서 착합니다. Cô gái ấy vừa đẹp vừa hiền. Và phần ngữ pháp thứ hai, chú bon trên muốn bò bớt, đó là mán khửng. Rất dễ các bạn ạ. Ở đây chỉ là
sau cái đồng à sau cái danh từ chúng ta mới dùng là bản khung, chỉ là chúng ta chỉ dùng cái sau cái từ, sau cái danh từ thôi, sau danh từ là sau một cái danh từ chúng ta dùng bản khung, có nghĩa là diễn tả một cái mức độ, ở một cái mức độ nào đấy. Ví dụ như là 우리 아이는 남편만큼 눈이 커요. 우리 아이는 남편만큼 눈이 커요. Là con của tôi là có đôi mắt to bằng bàn chồng, đôi mắt to như chồng đấy, như chồng tôi. Và tiếp theo là gì? 어머니만큼 요리를 잘했으면 좋겠어요. 어머니만큼 요리를 잘했으면 좋겠어요. À, giá như mà tôi nấu ăn ngon bằng bằng mẹ, nấu ăn ngon như mẹ, nấu ăn ngon bằng mẹ. Và tiếp theo nữa là gì? 이 책도 저 책만큼 비싸요. 이 책도 저 책만큼 비싸요. Là quyển sách này cũng đắt, đắt cũng mắc bằng quyển sách kia. À, quyển sách này cũng đắt bằng quyển sách kia. Và tiếp theo là gì? 영어가 한국어만큼 어렵지 않아요. 영어가 한국어만큼 어렵지 않아요. Là tiếng Anh không khó bằng tiếng Hàn. Không, tiếng Anh không khó bằng tiếng Hàn. Vâng, mình vừa giới thiệu cho các bạn hai cái phần ngữ pháp. Bây giờ mình sẽ tóm tắt hai cái phần ngữ pháp đó như thế nào. Phần thứ nhất đó là gì? 동사 hay là 형용사 cộng với 으면서 sau đó cũng là 동사 hay là 형용사, có nghĩa là động từ hoặc tính từ cộng với là 으면서 với là cộng sau đó tiếp theo là động từ hoặc tính từ. Ví dụ như là 아이가 음악을 들으면서 춤춰요. 아이가 음악을 들으면서 춤춰요. Có nghĩa là đứa bé vừa nghe nhạc vừa nhảy, vừa nghe nhạc vừa nhảy. Và cái câu, và cái phần ngữ pháp thứ hai đó là gì? 만큼. 만큼 ở đây có nghĩa là bằng một cái diễn tả một cái mức độ. Ví dụ như 오늘은 어제만큼 추워요. 오늘은 어제만큼 추워요. Hôm nay lạnh bằng hôm qua. Hôm nay lạnh bằng hôm qua. Vâng, bạn đã hiểu rõ hai cái phần ngữ pháp mình vừa giới thiệu cho ạ, chưa ạ? Vậy thì các bạn cố gắng nhớ và các bạn có thể sử dụng. Cuộc sống 끝에 낙이 온다. Trong bài đọc hiểu hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến các bạn món ăn Hàn Quốc, những món ăn Hàn Quốc. Vậy thì món ăn của Hàn Quốc có những món ăn như thế nào? Mình sẽ giới thiệu cho các bạn trong cái phần đọc hiểu. Nhưng trước khi đi vào nội dung chi tiết, mời các bạn nghe thử một lần. 여러분, 한번 들어보세요. 외국인들도 좋아하는 한국 음식에는 불고기와 비빔밥이 있습니다. 불고기는 얇게 썬 쇠고기를 양념해서 구운 것인데 야채, 마늘과 같이 먹습니다. 비빔밥은 여러 가지 나물과 밥에 고추장을 넣고 잘 비빈 후에 먹으며 건강식이라고 해서 인기가 높습니다. 한정식을 시키면 한 번에 다양한 한국 음식을 맛볼 수 있습니다. 밥과 국, 찌개 이외에 죽, 구이, 나물,
전등이 나옵니다. 식사 후에는 과일이나 떡을 먹습니다. Các bạn đã nghe rõ chưa ạ? Và các bạn nghe sẽ nghe trong khi các bạn nghe thì sẽ thấy những cái từ nghe được cái từ là 불고기, 비빔밥, 한정식 phải không ạ? Đương nhiên cái nội dung của những cái món ăn đó là như thế nào thì mình sẽ giải thích sau, nhưng các bạn nhớ rằng ở đây cái món ăn mà gọi là 한정식 á thì rất là nhiều, cái thức ăn này rất là nhiều món được dọn ra trên bàn. Không như ở Việt Nam chúng ta chỉ cần một vài món là được rồi, nhưng cái 한정식 ở đây đến nhà hàng thì các bạn có thể là được ăn mấy chục món ăn. Bây giờ nội dung như thế nào chúng ta đi tìm hiểu nhé. 우리 내용을 같이 알아볼까요? Chúng ta xem nội dung từng câu một nhé. 외국인들도 좋아하는 한국 음식에는 불고기와 비빔밥이 있습니다. Người nước ngoài cũng thích những cái món ăn Hàn Quốc là gì? Là món 불고기 và 비빔밥. Thì là gì? Món ăn này như thế nào? Chúng ta tìm hiểu thử nhé. 불고기는 món 불고기 là gì? 얇게 선 쇠고기를 양념해서 구운 것인데 là cái món mà chúng ta cho gia vị vào thịt bò thái nhỏ, thái mỏng và nướng lên và ăn cùng với gì? 야채 마늘과 같이 먹습니다. Ăn cùng với là rau và tỏi. Rồi tiếp theo cái món bibimbap thì như thế nào? Bibimbap은 여러 가지 나물과 밥에 고추장을 넣고 잘 비빈 후에 cái món bibimbap có nghĩa là chúng ta cho rau và gì vào cái cơm cùng với bỏ cùng vào là gochujang cùng vào là tương ớt, thì chúng ta sau khi mà chúng ta trộn đều thì ăn á thì như thế nào? 잘 비빈 후에 먹으면 ăn vào như thế nào? 건강식이라고 해서 인기가 높습니다. Sau khi chúng ta trộn đều ăn á thì cái đấy gọi là cái thức ăn tốt cho sức khỏe, cho nên rất 인기가 높습니다. Cho nên rất được nhiều người ưa thích. Tiếp theo nữa, 한정식을 시키면 한 번에 다양한 한국 음식을 맛볼 수 있습니다. Nếu mà bạn gọi cái 한정식 á thì bạn gọi một lần á thì các bạn có thể là nếm được tất cả các nhiều cái vị thức ăn đa dạng của Hàn Quốc. Và như thế nào nữa? 밥과 국찌개 이외에 죽구이 나물 전 등이 나옵니다. Ngoài cái gì? Cơm và canh và cả 찌개 là một cái món loại canh rất mạnh. Và ngoài cái món đấy thì có gì? 죽 có lẽ là cháo và cái món nướng, 구이 và là cái gì? 나물, rau và cả chon, rất nhiều cái món nữa cùng được dọn ra trên bàn. Và thế nào? 식사 후에는 과일이나 떡을 먹습니다. Sau khi ăn xong thì có gì? Chúng ta ăn trái cây và bánh tóc. Đó là nội dung của cái bài đọc hiểu hôm nay. Bây giờ chúng ta đi tìm hiểu thử câu hỏi nhé. 질문은 첫 번째 질문 볼게요. 비빔밥은 왜 인기가 높습니까? Tại sao cái 비빔밥은 thì là sao được nhiều người ưa thích? Các bạn biết rồi, tại sao ạ? Có lẽ là do 건강식이라고 하기 때문입니다. Là vì cái bibimbap đó, bibimbap có nghĩa là vì đó là một cái thức ăn tốt cho sức khỏe, cho nên người ta rất thích, phải không ạ? Và câu số 2, 두 번째 질문은 한정식을 시키면 어떤 점이 좋습니까? 한정식을 시키면, nếu mà các bạn gọi 한정식 á thì có cái điểm nào là tốt ạ? Có điểm tốt nào ạ các bạn? Các bạn biết rồi đấy, đó là 한 번에 다양한 한국 음식을 맛볼 수 있습니다. Là các bạn có thể nếm được các những cái thức ăn của Hàn Quốc rất đa dạng trong một lần. Và các bạn có thể là nếm được thức ăn đa dạng trong Hàn Quốc trong một lần, cho nên đó là điều cũng rất tốt. Mình vừa giới thiệu cho các bạn cái bài số 25 là cách đặt nhà hàng như thế nào và những cái món ăn Hàn Quốc như là món 불고기, là bibimbap và 한정식. Thì nếu các bạn có thể làm ở nhà những cái món này thì mình nghĩ rằng sẽ rất tốt cho các bạn, vì những món ăn này là những món ăn rất tốt cho sức khỏe. Và các bạn, cái bài học cuối cùng đã chấm dứt. Mình cũng rất buồn khi phải chia tay với các bạn.
nếu có dịp mình sẽ mong được gặp lại các bạn. 여러분, 드디어 25강이 끝났습니다. 그동안 배웠던 문법과 내용을 활용해서 잘 쓸 수 있겠죠? Đương nhiên là mình hy vọng là các bạn có thể sử dụng tốt và có thể là các bạn có thể là nói chuyện tự nhiên với người Hàn Quốc được. Và mình mong sẽ có dịp gặp lại các bạn. 여러분, 만약에 여러분을 만날 수 있으면 좋겠습니다. Và một lần nữa, mình mong rằng các bạn đương nhiên là thích hợp, thích nghi với cuộc sống, sinh hoạt ở Hàn Quốc và cố gắng thích nghi với những cái phong tục, văn hóa, tập quán của người Hàn Quốc. 여러분, 한국 생활을 잘 적응하시면서 모두 행복하시기를 바랍니다. 안녕히 계세요. 찍고 봐. 성공 trong môn học tiếng Hàn. Ui, em mày đừng chết nhé. Đi tàng đã. 안녕히 계세요. 안녕히 가세요. 진짜 hay phết nhỉ.